Thưa quý vị và các bạn, hơn một thập kỷ qua, Đà Nẵng có sự bứt phá nhất định, đã vươn mình mạnh mẽ trở thành đô thị tương đối hiện đại. Không dừng lại ở đó, mục tiêu của Đà Nẵng trong những năm đến là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị sinh thái hiện đại và thông minh. Thành phố đáng sống theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng đã dự thảo khung bộ tiêu chí thành phố đáng sống cho Đà Nẵng đến năm 2030 do Sở Văn hóa Thể thao Thành phố phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng thực hiện. Khung bộ tiêu chí thành phố đáng sống gồm 6 lĩnh vực tiêu chí về thành phố an toàn, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, kinh tế, chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội, không gian đô thị và môi trường, hướng đến phát triển bền vững. Để phát triển một thành phố lớn, thông thường các nước xây dựng một tầm nhìn phát triển đô thị để làm cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược, mục tiêu và cả những chỉ tiêu phát triển lâu dài, có tính phân kỳ. Hiện nay trên thế giới có nhiều lý thuyết về phát triển đô thị với nhiều quan điểm phát triển khác nhau như thành phố sống tốt, thành phố có sức chống chịu và phục hồi, thành phố toàn cầu, thành phố phát triển bền vững, thành phố thông minh, thành phố bảo đảm quyền của người dân, thành phố môi trường và nhiều cách đánh giá xếp hạng khác nhau, nhưng tự chung là làm sao phục vụ con người ngày càng tốt hơn, làm sao cho chất lượng cuộc sống của cư dân được cải thiện. Và trong quá trình xây dựng khung bộ tiêu chí thành phố đáng sống, nhóm nghiên cứu đã định vị thành phố Đà Nẵng hiện nay, xác định những tiêu chí nhằm phục vụ cho các định hướng mang tính chiến lược, phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển cụ thể của thành phố đến năm 2030. Đà Nẵng rất là kỳ công. Đi nghiên cứu, học tập các nơi rồi tổ chức hội thảo tọa đàm để xây dựng cho được cái bộ tiêu chí góp phần vào cái việc phấn đấu xây dựng cái thành phố đáng sống của mình. Tôi cho là tiêu chí rất nhiều, nhưng trước hết là nó phải đồng bộ. Không có cái tiêu chí nào là không quan trọng. Nếu cần phải nhấn mạnh một tiêu chí nào, thì theo tôi đó chính là sự ứng xử giữa con người với nhau. Những người du khách họ đến chúng ta, có thể họ bắt gặp những cái nụ cười thân thiện, nhưng mà họ nghĩ rằng đấy là những cái nụ cười dành cho họ. Cái mà họ chờ đợi để họ xem đây có phải là nơi đáng sống thật hay không đó, là họ còn quan sát để xem thử là người Đà Nẵng với nhau có dành cho nhau những nụ cười thân thiện hay không. Cái đấy mới là điều quan trọng. Cho nên theo tôi, cái tiêu chí quan trọng nhất là ứng xử giữa người và người. Trong bộ tiêu chí thành phố đáng sống, các chuyên gia ở lĩnh vực văn hóa cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực chất lượng cuộc sống. Các tiêu chí liên quan đến văn hóa như tỷ lệ các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn, trùng tu, tỷ lệ chi ngân sách cho việc duy trì di sản văn hóa và thiên nhiên, số thư viện công cộng, số sân khấu, rạp chiếu phim, khu điểm giải trí, diện tích dành cho thể dục thể thao tính trên 1 vạn dân. Đây chính là cơ sở để thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trong thời gian đến. Xây dựng một cái thành phố đáng sống là nó gồm nhiều tiêu chí, mà trong đó cơ bản nhất là làm sao nó đảm bảo, thứ nhất là đời sống về kinh tế, nó ổn định về kinh tế, thứ hai nữa là có một cái đời sống về an ninh, trật tự, an toàn, và cái thứ ba nữa là cái đời sống tinh thần, đặc biệt là đời sống tinh thần của công chúng, thứ ba nữa là người ta sống một cách thoải mái về môi trường trong, xanh, sạch và đẹp. Tôi nghĩ là những cái tiêu chí đó là một trong những cái thế nó góp phần cho vào cái thành phố đáng sống của chúng ta, đặc biệt là chúng ta chú trọng đến cái văn hóa, bởi vì tôi nghĩ là văn hóa là cái bao trùm, là cái ứng xử. Thành phố đáng sống phải là nơi mà người dân có đời sống tinh thần phong phú, hưởng thụ giá trị văn hóa. Từ những giá trị tốt đẹp đó mới bồi đắp thêm tính nhân văn cho mỗi con người Đà Nẵng, tạo lập nên mối quan hệ tốt đẹp giữa những con người trong cộng đồng, giữa con người với thiên nhiên, hình thành nên thái độ, ứng xử, ý thức, trách nhiệm, không chỉ ở hiện tại mà còn đối với quá khứ, đối với tương lai. Trên những cái tạp chí và cái dư luận thì người ta cũng đã gọi thành phố Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Tuy nhiên, khi mà thành phố muốn xây dựng tiêu chí thành phố đáng sống thì chúng ta sẽ phải dựa trên ý kiến của rất là nhiều chiều, cả những cái nhà quản lý, người nghiên cứu cũng như là người dân và cả du khách khi người ta đến với thành phố Đà Nẵng. Thì mình thấy rằng cái phát triển kinh tế của Đà Nẵng thì Đà Nẵng đang làm rất là tốt, nhưng mà văn hóa thì nó vẫn là một cái mạng mà chúng ta vẫn cần có cái sự lưu tâm nhiều hơn nữa. Khi mà
những cái giá trị văn hóa truyền thống của Đà Nẵng thì có rất là nhiều giá trị văn hóa bị mai một. Thì mình nói đơn cử giống như là văn hóa biển. Đó, khi chúng ta phát triển cái nền kinh tế biển rất mạnh mẽ thì kéo theo đó, nếu chúng ta không lưu ý đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa biển thì những cái làng chài ven biển thì nó sẽ mất đi. Nghị quyết 43 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đề cập mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Vì thế, xây dựng khung bộ tiêu chí thành phố đáng sống phải hướng đến xây dựng thành phố thông minh, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ để phục vụ người dân. Theo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, thì dự thảo khung bộ tiêu chí thành phố đáng sống cho Đà Nẵng đến năm 2030 đang ở giai đoạn tham vấn, sau đó sẽ hoàn thiện. Bộ tiêu chí thành phố đáng sống của Đà Nẵng là tổng hợp toàn diện trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người, từ bảo đảm chất lượng cuộc sống, sự thịnh vượng, bình đẳng, bao trùm trong tiếp cận dịch vụ và các cơ hội việc làm, sự an toàn, bền vững, khả năng chống chịu và thích ứng. Chúng ta bây giờ mới khởi đầu, thì chúng ta còn nhiều việc phải làm, trong đó có việc mà ngành văn hóa thể thao chúng tôi hết sức là tập trung, tức là xây dựng cái đời sống văn hóa. Chúng tôi đẩy mạnh cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với những cái tiêu chí cụ thể, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa, xã là đạt cái tiêu chuẩn của nông thôn mới, phường đạt tiêu chuẩn của đô thị văn minh, vân vân. Thì những tiêu chí đó nó cụ thể, nó xác thực và nó đảm bảo cho một cái xã hội nó bình yên, hạnh phúc và con người phát triển hài hòa, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Về quan điểm và mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí thành phố đáng sống chính là góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một nơi để người dân lựa chọn an cư lập nghiệp, một nơi đáng sống thực sự, nhằm đáp ứng nguyện vọng cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, cao hơn nữa là phát triển bền vững và hướng đến tầm quốc tế trong tương lai.